Thiên Thanh xin kính chào quý vị. Sau đây xin mời quý vị cùng nghe Cố Trung úy Trần Văn Thân, người chiến sĩ lực lượng đặc biệt, tác giả Phạm Hòa. Viết nhớ Cố Trung úy Trần Văn Thân, người chiến sĩ lực lượng đặc biệt, đã hy sinh vì nước. Năm 1974-1975, những ngày cuối cùng của cuộc chiến Việt Nam trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Lợi dụng đường mòn Hồ Chí Minh bỏ ngỏ và những điều khoản bất công phi lý trong bản hiệp định ngưng bắn, nên Cộng sản Bắc Việt đã di chuyển gần hết các sư đoàn chủ lực vào miền Nam, uy hiếp các tỉnh địa đầu giới tuyến thuộc quân đoàn 1, đồng thời bao vây cao nguyên Trung Phần thuộc lãnh thổ vùng 2 chiến thuật với ý đồ tấn công cưỡng chiếm Việt Nam Cộng Hòa. Ngay khi quân đội Hoa Kỳ và đồng minh đã rút hết về nước, phủi tay trước những cam kết của nhiều đời Tổng thống Mỹ đã ký hứa giúp đỡ miền Nam Việt Nam chống lại cuộc xâm lăng của Cộng sản đệ tam quốc tế do Bắc Việt đảm nhận suốt cuộc chiến tương tàn sau khi chia hai Việt Nam vào tháng 7 năm 1954. Trước tình hình nguy ngập của đất nước gần như tính bằng ngày, thế nhưng quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn không bỏ cuộc, và dù biết đang phải chiến đấu trong cô đơn đầy thiếu thốn mà mạng sống của người lính ngoài chiến trường thì mỏng manh hơn bao giờ hết. Vậy mà chẳng ai nghĩ tới chuyện đào ngũ, bỏ trốn ra ngoại quốc, cho dù người Mỹ đã cố tình tiết lộ việc di tản cho một số quan chức có quyền hành tại Sài Gòn. Cao cả và đáng kính trọng khâm phục nhất cũng vẫn là những người lính thuộc binh chủng lực lượng đặc biệt, trong đó bao gồm các toán công tác xâm nhập thuộc các đoàn công tác và các đoàn liên lạc của Nha Kỹ thuật, Bộ Tổng Tham mưu, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, vẫn tiếp tục tiến hành công tác xâm nhập vào những mục tiêu nguy hiểm nhất, chẳng khác nào nhiệm vụ ám sát toàn quyền Pháp là Merlin của liệt sĩ Phạm Hồng Thái tại Hồng Kông vào năm 1924. Có thể nói được, đây là cuộc đổi mạng của người lính cảm tử lực lượng đặc biệt giữa chốn ba quân để mang về cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa những tin tức tình báo chiến lược được cập nhật hóa tại chỗ đóng quân của giặc. Nhờ đó, mọi cấp chỉ huy tại các vùng chiến thuật mới nắm vững được tình hình và hoạt động của địch để ta điều nghiêng ứng phó. Đoàn công tác 75 trách nhiệm vùng 2 chiến thuật với những nhiệm vụ đặc biệt kể trên, quân số có 9 toán thám sát. Mỗi toán gồm một sĩ quan trưởng toán, 5 hạ sĩ quan chuyên viên và các toán viên công tác. Quân số này tùy theo nhiệm vụ giao phó nên số nhân viên công tác tăng hay giảm với nhu cầu. Ít ai biết tới sự hy sinh cao cả nhưng thầm lặng của những người lính lực lượng đặc biệt trên. Chỉ riêng những ngày đen tối năm 1974-1975 đã có tới 7 trong 9 sĩ quan trưởng toán đã hy sinh tại chiến trường máu lửa trong chốn ba quân, phần lớn bị banh thay bầm xác vì bom đạn và lòng căm thù tuyệt đỉnh của giặc. Số khác mất tích bởi không một ai chịu đầu hàng để mà sống nhục. Chết thì chết, những toán còn lại vẫn tiếp tục bổ sung và tiến hành công tác hiểm nguy cho đến những giây phút cuối cùng phải rã ngũ vì lệnh đầu hàng Việt Cộng do Tổng thống Dương Văn Minh ban hành vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cố Trung úy Trần Văn Thân, ông sinh năm 1942 tại Phú Trinh, Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, là cựu học sinh trung học tư thục Bạch Vân và Bồ Đề, nhập ngũ khóa 6 hạ sĩ quan trừ bị, khóa 15 hạ sĩ quan Đồng Đế Nha Trang, ra trường tháng 9 năm 1963 và về binh chủng lực lượng đặc biệt, năm đó trú đóng tại Nha Trang. Ông cũng là võ sư cao cấp của Thái Cực Quyền, vì vậy được chọn về đơn vị quân cảnh của Bộ Tư lệnh Lực lượng đặc biệt. Sau Tết Mậu Thân năm 1968, Trần Văn Thân theo học khóa sĩ quan trừ bị đặc biệt và trở thành trưởng toán thám sát thuộc đoàn công tác 75, có nhiệm vụ xâm nhập vào các vị trí đóng quân của các đại đơn vị Cộng sản Bắc Việt để thu nhặt cập nhật hóa tin tức tình báo chiến lược. Theo tin tức của những đồng đội hiện còn sống sót tại hải ngoại, cho biết thiếu úy Trần Văn Thân đã bị mất tích vào mùa hè năm 1974, vì bị giặc săn đuổi. Ông đã bơi qua một con sông nước chảy xiết nên chết mất xác. Những giây phút thảm tuyệt này
đã được một nhân viên mang máy may mắn sống sót kể lại. Vậy mà từ ấy cho đến nay, những người thân trong gia đình, thảm nhất là mẹ ông, bà Ngô Thị Dân ở Phan Thiết, cùng với người vợ trẻ tên Nguyễn Thị Liễu, với ba con thơ dại tại Sài Gòn, lúc nào cũng ngóng ngóng hy vọng là con và chồng cha mình vẫn còn sống, ở tù đâu đó, rồi cũng sẽ trở về như nhiều bạn bè của thân cùng đơn vị và quê Phan Thiết. Cứ chờ đến nỗi mẹ già khóc mù cả hai mắt, rồi gục chết vào năm 2000, nhưng vẫn không ngớt gọi tên của con mình. Riêng người vợ trẻ thay chồng nuôi con, ở vậy cho tới khi tất cả khôn lớn vào đời, còn mình thì cứ ôm ấp hình hài của người chồng cũ, vẫn đứng trong những di ảnh thân thương nguyên vẹn, mà chàng thì biền biệt tận phương nam. Chuyến công tác cuối cùng của cố trung úy Trần Văn Thân. Thi hành công tác được Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 giao phó với nhiệm vụ thu thập tin tức về các hoạt động của địch quân đang hiện diện trong lãnh thổ thuộc vùng chiến thuật. Toán thám sát do thiếu úy Trần Văn Thân làm trưởng toán, nhận lệnh thi hành công tác bí mật tại đèo An Khê nằm trên quốc lộ 19 thuộc tỉnh Bình Định. Lúc đó, vùng này coi như là một chiến trường đẫm máu giữa sư đoàn 5 sao vàng của Cộng sản Bắc Việt và sư đoàn 22 bộ binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Địch quân hiện diện cả một vùng rộng lớn trong lãnh thổ các quận Bình Khê, An Túc, Hoài Ân, An Lão, mà dấu hiệu để lại tại chỗ là việc cán binh đào xới sạch những nương khoai, rẫy mì của đồng bào Bà Na trong vùng để làm lương thực nuôi quân. Theo tin tức ghi nhận thì toán thám sát của thiếu úy Thân đã chạm địch từ những giây phút đầu vì lọt vào bộ tư lệnh của sư đoàn 5 sao vàng. Tuy vậy, họ đã chống trả mãnh liệt trước quân số hàng ngàn của cộng quân, thêm vào đó còn có cả phòng không của Nga Xô và Trung Cộng viện trợ. Trong lúc toán thám sát của Thân, vỏn vẹn chỉ có 6 người. Nhưng cuộc đời của người lính Việt Nam Cộng Hòa là vậy đó, nhất là những người lính cảm tử lực lượng đặc biệt. Bởi vậy, các cấp chỉ huy liên hệ chỉ còn biết nghe đồng đội của mình qua tiếng báo cáo với đại bàng là đơn vị đang chạm địch nặng, cùng lúc với tiếng súng lớn nhỏ và lựu đạn nổ, xen lẫn tiếng hô xung phong vang lên từng đợt trong ống liên hợp. Cùng hòa tấu trong điệu ru nước mắt này là tiếng đạn phòng không nổ tung tại một vùng xa xôi nào đó, nhưng âm hưởng truyền qua máy cũng đủ làm rách tai người hiệu thính viên đang trực. Cuối cùng là tiếng thét của thiếu úy trưởng toán Trần Văn Thân. Zulu, Zulu. Âm thanh càng lúc càng nhỏ dần và tan biến vào trận địa. Lúc đó còn vang tiếng súng ở một góc trời. Vậy mà hơn 32 năm sau, dường như tiếng hét cuối cùng của người lính trận, cố trung úy lực lượng Trần Văn Thân vẫn còn vang vọng đâu đây, bảo sao những người thân của ông cứ vẫn tin là con, chồng và ba của mình còn sống, nay đang ở nơi nào đó, mai sẽ về. Sau khi nhận được tin dữ về toán thám sát của thiếu úy Thân, nha kỹ thuật đã phối hợp với không quân, hàng ngày tiếp tục lên vùng tìm kiếm dấu vết của những người sống sót, đang ẩn nấp trong rừng sâu. Từ ánh sáng của kiến chiếu rọi lên, hoặc pano hay hỏa châu cấp cứu, cũng như bất cứ tín hiệu truyền tin nào của toán thất lạc, nhưng tất cả đã ra đi không hẹn ngày về. Đại úy Nguyễn Hùng Trâm, liên toán trưởng thuộc đoàn 75 công tác, vô cùng cảm xúc khi đọc bài viết về cố trung úy Trần Văn Thân, vì chính ông là người đã bay thả toán thám sát của Trần Văn Thân tại đèo An Khê, tỉnh Bình Định. Đây là thời gian nguy ngập nhất của chiến trường, nên chỉ vỏn vẹn một tháng ngắn ngủi mà đoàn công tác 75 đã mất 3 toán thám sát lực lượng đặc biệt trong khu vực này. Theo báo cáo, thì toán của Thân đụng độ với một trung đoàn thuộc sư đoàn 5 sao vàng khi vừa nhảy xuống, với nhiệm vụ chặn bắt một bác sĩ Việt Cộng ở đầu đường mòn. Tên này sau đó cũng bị toán thám sát của trung đoàn 45 thuộc sư đoàn 23 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa chặn ở phía cuối đường đã bắt được, giải giao cho đại tá Trịnh Tiếu, trưởng phòng 2 quân khu 2, và được trực thăng trở về Pleiku khai thác.
còn sống sót trong bảy toán thám sát thuộc đoàn 75 bị thất lạc là thiếu úy Vũ Văn Quyền, cũng xác nhận là thiếu úy Trần Văn Thân đã mất tích vào năm 1974. Xin nghiêng mình tri ân những người đã hiến thân cho đất nước và dân tộc Việt. Thảm thương ơi cho thân phận người lính Việt Nam Cộng Hòa. Cỏ đã úa trên nấm mồ nếu có, xác cũng tàn trong dòng nước mênh mông. Vậy mà nay ai cũng vẫn đợi trông người lính trận lần đi lần vĩnh biệt. Đau đớn quá ta quỳ đây rên xiết, tưởng hồn mày như lẫn quẩn đâu đây. Chết oan khiêng nên mày hóa thành mây, cho ta ngóng thêm bàng hoàng não nuột. Nhớ buổi trước tụi mình cùng Phan Thiết, nghèo sát sơ nên kết bạn tri âm. Ta ngông nghênh hứng chịu nỗi thăng trầm, mày lập chí nên tiếng đời rực rỡ. Ngày hai đứa giả từ trường yêu sách vở, để vì đời làm lính giữ quê hương. Đêm cuối cùng ngồi ngắm nước sông Mường, cùng hẹn ước một ngày vui tao ngộ. Mười mấy lần xuân đến đi bỡ ngỡ, mà tao mày mỗi lúc lại xa thêm. Thương nhớ nhau chỉ nhắc cho đỡ thèm, hay trao gửi những dòng thơ nhòa lệ. Nước bỗng mất đời quanh co dâu bể, tao về quê thành một kẻ tội nhân. Nghe tin mày đã thoát khỏi nghiệp trần, thương cho bạn, xót cho đời tận tuyệt. Chỉ mong được có ngày về Phan Thiết, đến bờ sông Mương hội ngộ cùng mày. Như lời hứa lúc hai đứa chia tay, dù mày đã thành hồn ma dũng liệt. Khóc bạn Trần Văn Thân. Thơ Mường Giang. Tháng 9 năm 2006. Thiếu úy Phạm Hòa, trưởng toán 723, đoàn công tác 72, sở công tác, nha kỹ thuật, Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa.